Xin chào các em. Hôm nay Y123 cùng các em sử dụng máy tính cầm tay để bấm nghiệm của hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn. Bấm nghiệm của hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn. Và trước hết chúng ta tìm hiểu hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn là như thế nào. Rồi, mời các em quan sát. Khái niệm hay còn gọi là định nghĩa đấy. Hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn có dạng tổng quan như sau. Các em quan sát. Thì ở đây 3 ẩn là x này, ẩn y này, ẩn z, trong đó x, y, z được gọi là 3 ẩn. Còn là A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 và D1, D2, D3 được gọi là các hệ số. Gọi là các hệ số. Như vậy các em quan sát đây, hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn thì ta thấy là có 3 ẩn ở trong đó nhá. Và phải có 4 hệ số A, B, C, D. Và phải có 3 phương trình ở trong đó, 3 phương trình. Như vậy muốn giải được hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn thì phải có ít nhất là 3 phương trình. Nếu hai phương trình thì chúng ta không thể tìm được nghiệm. Chúng ta chỉ tìm được vô số nghiệm thôi. Ở đây phải có ít nhất 3 phương trình, 4 phương trình hay 5 phương trình trở lên đều được hết. Nhưng mà thông thường là số phương trình bằng số ẩn là bài toán có thể tìm được. Ở đây 3 ẩn x, y, z thì 3 phương trình 1, 2, 3 với các hệ số lần lượt là như thế này. Một bộ 3 số x0, y0, z0 được gọi là nghiệm của hệ phương trình này nếu như nó thỏa mãn cả 3 phương trình này. Thay vào thỏa mãn cả 3 phương trình này. Như vậy các em đã hiểu được hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn. Các em lưu ý là hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn thì khi có 3 ẩn thì phải có 3 phương trình ở trong đó này. Và có 4 hệ số A, B, C, D. Bây giờ chúng ta sử dụng máy tính cầm tay để bấm nghiệm của loại hệ phương trình này nhá. Bây giờ xem một ví dụ. Đây cho một hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn đây. Ẩn x, ẩn y, ẩn z. 3 phương trình 1, phương trình 2 và phương trình 3 viết theo thứ tự từ trên xuống. Biết nó có nghiệm là như này rồi đây. Bây giờ yêu cầu là hãy sử dụng máy tính cầm tay để kiểm tra nghiệm của hệ phương trình trên. Chúng ta sử dụng máy tính cầm tay nhé. Bây giờ để bấm nghiệm của phương trình này bằng máy tính cầm tay, chúng ta làm theo các thao tác sau. Bước 1 là bấm phím Mode Setup. Đây, Mode Setup. Thì nó cho 8 cái gợi ý này. Thì chúng ta chú ý vào cái gợi ý số 5 này. Là bấm phím 5 để chọn chế độ EQN. Bấm phím 5 đây, 5. Chọn chế độ EQN. Như vậy nó lại cho 4 gợi ý này. Các em quan sát vào gợi ý số 2 này. ANX cộng BNY cộng CNZ bằng DN. Như vậy D chính là thể hiện hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn. Ta bấm phím 2 để chọn vào hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn. 2. Vậy kiểm soát, quan sát đây nhá. Như vậy sau khi bấm phím 2 thì máy tính yêu cầu nhập các hệ số vào đây. Có 3 phương trình, đây dòng thứ nhất là nhập cái hệ số của phương trình 1 này. Dòng 2 là nhập cái hệ số của phương trình 2 này. Dòng 3 là nhập các hệ số của phương trình 3 này. Đây có 4 hệ số A này. Chuyển sang hệ số B này, hệ số C và hệ số D đây. 4 hệ số A, B, C, D. 3 phương trình 1 này, phương trình 2 này, phương trình 3 này. Bây giờ ta nhập hệ số phương trình 1 trước. Chuyển đến phương trình 1, số A này. Các em soi phương trình 1, ta thấy hệ số A bằng 1 này. Vậy ta bấm phím 1 này, bấm phím bằng này. Như vậy đã chuyển sang hệ số B. Ta thấy hệ số B bằng 2, ta bấm phím 2 này. Bấm phím bằng này. Ta thấy hệ số C bằng 2, ta bấm phím 2 này. Bằng này. Ta quan sát thấy hệ số D là 1 phần 2. 1 phần 2. 1 phần 2 thì ta bấm dấu phần gạch phần này, phân số này. Gạch phần này. Em bấm phím 1 trước.
Rồi hệ số D là 1 phần 2, cứ bấm phím 1 trước này. Ấn dấu gạch phần này. 2 này. Bấm phím bằng này. Vậy ta đã bấm đây, cái ngoài ra lại hệ số D là chính là 0,5 đây. Bây giờ chuyển ra phương trình 2, nhập hệ số A trước. Thì các em quan sát phương trình 2 đây. Ta thấy khuyết. Ở đây khuyết mất ẩn x. Khuyết mất ẩn x, điều đó nghĩa là hệ số A bằng 0. Khuyết ẩn x, điều đó có nghĩa là hệ số A bằng 0. Vì vậy ta bấm 0, bấm phím 0, bấm bằng này. Ở đây hệ số B là trừ y, tức là hệ số B là trừ 1, bấm phím trừ này, bấm phím 1 này, bấm phím bằng này. Z đây, hệ số C đây là 1, vậy ta bấm phím 1 này, bấm bằng này. Và hệ số D đây là trừ 3, thì ta bấm phím trừ này, bấm phím 3 này, bấm phím bằng này. Như vậy nhập xong hệ số của phương trình 2. Ta nhập đến hệ số phương trình 3. Ở phương trình 3 các em quan sát thấy đây cũng khuyết ẩn x, điều đó nghĩa là hệ số A của phương trình 3 bằng 0. Như vậy ta bấm phím 0 này, bấm phím bằng này. Hệ số B ở đây là y, tức là 1, bấm phím 1 này, bấm bằng này. Hệ số C ở đây là 9 này, bấm phím 9 này, bấm bằng này. Hệ số D đây là trừ 2 này, ta bấm phím trừ này, bấm phím 2 này, bằng này. Như vậy chúng ta đã nhập đủ hệ số của 3 phương trình 1, 2, 3, đủ 4 loại hệ số A, B, C, D. A này, B này, C, D của 3 phương trình. Bây giờ muốn tìm nghiệm thì cứ bấm tiếp phím bằng. Bấm tiếp phím bằng. Thì cho ta giá trị của x, đó là x bằng trừ 7 phần 2. X bằng trừ 7 phần 2. Các em đối chiếu vào bài cho nghiệm này, kiểm tra chính xác chưa? Nhập x đứng đầu tiên, trừ 7 phần 2. Muốn tìm y, ta bấm phím tiếp theo như y bằng 5 phần 2. Đối chiếu nghiệm đây, ta thấy y đúng bằng 5 phần 2. Muốn tìm z, ta bấm phím bằng tiếp theo. Vậy ta thấy z bằng trừ 1 phần 2. Đây cũng z bằng trừ 1 phần 2, như vậy chính xác. Như vậy tất cả các thao tác trên của chúng ta là đúng. Bây giờ chúng ta muốn kiểm tra lại hệ số, hoặc không may bấm nhầm hệ số, chúng ta có thể bấm phím lên hoặc phím xuống của cái phím lớn replay này. Lên là y này, x này, x này, y. Đấy. Như vậy Y123 đã cùng các em sử dụng máy tính cầm tay Casio để bấm nghiệm của hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn. Một lần nữa Y123 xin hẹn chào và hẹn gặp lại các em nha.